Vay 3 triệu trả 33 tỷ đồng, 25 năm vẫn đau đáu tìm ân nhân. Đây là câu chuyện cảm động về sự tình nghĩa của một vị tỷ phú người Trung Quốc khi trong suốt một khoảng thời gian dài như vậy, anh vẫn không bao giờ quên vị ân nhân năm xưa của mình. Vị tỷ phú này có tên là Tôn Thắng Vinh, sinh năm 1972, người Chiết Giang, Trung Quốc. Anh là một doanh nhân khá thành đạt ở Tây Ban Nha trong lĩnh vực kinh doanh cửa hàng bách hóa. Tuy nhiên, ít ai biết được rằng, để có được thành công như ngày hôm nay thì anh đã phải trải qua muôn vàn cay đắng trong hành trình lập nghiệp. Anh nhớ mãi đến một vị ân nhân, dù là người dưng nhưng đã tin tưởng cho anh vay khoảng 1.000 nhân dân tệ, tương đương với khoảng 3,3 triệu đồng. Vị ân nhân này có tên là Trương Ái Dân, là khách từng được anh Vinh cắt tóc. Cả hai thì có khá nhiều kỷ niệm vô cùng thân thiết và coi nhau như anh em. Tôn Thắng Vinh sau đó đã ấp ủ giấc mơ mở một tiệm tóc của riêng mình, tuy nhiên lại không đủ kinh phí. Và khi đó thì Ái Dân đã không ngần ngại đầu tư 1.000 nhân dân tệ để Thắng Vinh thực hiện ước mơ của mình. Tuy nhiên thì việc kinh doanh tiệm tóc không thuận lợi, Thắng Vinh buộc phải đóng cửa nhập ngũ và không nói với Ái Dân một lời nào. Ở trong quân ngũ thì Thắng Vinh đã viết thư kể hết sự tình cho Ái Dân, nhưng bức thư không đến được tay vị ân nhân này và cứ thế thì họ mất liên lạc trong suốt 25 năm. Sau khi xuất ngũ thì Thắng Vinh đã trở về quê rồi đi xuất khẩu lao động sang Tây Ban Nha. Tại đây thì anh đã miệt mài làm việc không kể ngày đêm và sau khi tích lũy được một số vốn thì anh bắt đầu kinh doanh cửa hàng bách hóa rồi tiến tới thành lập công ty. Công việc kinh doanh thuận lợi khiến anh nhanh chóng phất lên và trở thành vị tỷ phú ở xứ người. Cho đến năm 2008 thì Thắng Vinh đã trở về Trung Quốc đi khắp nơi để tìm kiếm Ái Dân. Tuy nhiên dù đã tìm nhiều nơi vẫn không có tin tức nào. Cho đến năm 2012 nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát thì cuối cùng vị ân nhân năm nào đã được tìm thấy. Gặp lại nhau cả hai đã vô cùng xúc động. Sau đó thì Thắng Vinh đã không tiếc bỏ ra hơn 10 triệu nhân dân tệ tương đương với khoảng 33 tỷ đồng để mở một đại lý chuyên bán vàng đỏ của Tây Ban Nha. Sau đó thì để Trương Ái Dân làm quản lý. Thực chất Thắng Vinh muốn dùng cách này để báo đáp ân tình năm xưa cho Ái Dân mà không hề quan tâm đến lợi nhuận. Các bạn thân mến, còn các bạn thì sao? Các bạn có cảm nhận như thế nào về câu chuyện đặc biệt này? Đừng quên để lại bình luận ở dưới cùng với chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi.